Con chìa khóa tôi chứ không hiểu rồi. Mình đây cái này có nhiều thời gian mà. Bạn thiếu kìa. Đó không phải thi trường hôm nay. Thì hết thời gian nữa. 8136013. Ủa. Thiếu em này hả? Đó. Nó mấy gì? Tớ trong này từ 3 giờ. Không được. 8136013 để mai mối quan trọng đi, đừng có liên quan tới gì nữa. Số 3 kìa, đồng hồ kìa, nó đứng đi. Số 3 này, số 8 này. Hơi lâu rồi mày. Có mấy kim? À, xin lỗi. 1836. Cái này là y hình. 1836 không được. Có bạn nào biết không? 8012. 1386. 8017. 31 khoai từ 13. À 8012. 1386. 8013 xong. 1386 không được. 1368. Đúng. Không. 1638. À thừa ba số. 0410 coi. Từ từ nha, 1638. Nãy giờ cứ có cái mô típ này chơi hoài vậy bay. Phải có cái suy luận nó logic chứ. Hôm nay ngày mấy tháng mấy? 30 tháng 10. 30 tháng 10 trừ cho cái gì? Rồi tao thử cái này rồi. Nó có 12 thử chưa? Đâu không 12. 6640. Ủa nó để đây này. 6640 hả? Không, cái này chỉ là một cái thôi mày. Mày không thể suy đoán nó một con số. 8363 nữa. 8363. Nói chung là Tâm đang chỉ mồ hôi nhễ nhại mấy bạn ơi. 8363. Để tôi làm cho. Đi có quạt. Ủa mày có 8 luôn hả? Số 8 không phải cả... rồi, vậy là không phải trong tờ giấy này rồi. Phải mở được rồi nè. Đây đây rồi, có chìa khóa rồi. Đi coi gì đâu mày. Số gì? Ủa sao mấy à? Còn không chờ gì đây. Chúng ta chờ tiếp nè. Một cái bên đây. Hai vậy luôn. Đó được rồi đó. Để tiếp theo của các anh chị là sân cờ A với em. Mở ra nhanh đi. Rồi đó là gì? Ai có nói hả? Vậy là một con số. Cái gì? Có buồn 4 chữ số. Sân cờ A nha.